Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình gà nấu lagu các bạn, là món gà nấu lagu. Đây là gà là mình đã mần sạch rồi. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi chặt gà ra miếng vừa ăn các bạn. Con gà này khoảng 2 kg nữa các bạn. Gà này gà mình nuôi nhà, gà đất nuôi nhà các bạn. Rồi bây giờ mình đi chặt gà ra miếng vừa ăn. Rồi gà mình đã chặt ra xong rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình để cho mình rửa lại rồi mình để cho ráo nước rồi bắt đầu mình chuẩn bị mình ướp gà nha các bạn. Rồi phần gà mình đã để ráo, bây giờ mình chuẩn bị mình ướp nha các bạn. Mình cho vô đây một muỗng đường, muỗng canh đường nha các bạn. Rồi một muỗng cà phê bột ngọt, muỗng cà phê muối, và một muỗng hạt nêm. Rồi mình cho vào trong gà là một miếng bột nghệ nha các bạn. Bột màu điều, mình sử dụng không có hột điều mình thắng, bây giờ mình lấy bột màu điều. Mình ướp trong vòng nửa tiếng cho nó gà nó thấm gia vị, rồi mình bắt đầu mình nấu cho hành tím với tỏi băm vào. Rồi cái phần mình cũng đã chuẩn bị cà rốt, khoai tây với hành tây, cà chua mình sắc hạt lựu. Bây giờ mình chuẩn bị mình đem cà chua mình xay cho nó nhuyễn ra nha các bạn. Mình cho màu điều vô nữa, lát nó có màu đẹp. Rồi cà chua mình cũng đã xay xong rồi, bây giờ mình đi sắc cà rốt với khoai tây nha các bạn. Mình chắc rồi mình đem mình chiên sơ cà rốt với khoai tây. Mình sắc sao cũng được các bạn, tỉa bông cũng được, mình thích sắc kiểu nào thì mình sắc kiểu đó. Khoai tây mình cũng sắc như vậy luôn. Hành tây mình cũng sắc muối cao luôn các bạn. Cái này mình sắc chừng nửa củ rồi các bạn, nửa là nửa củ. Rồi bây giờ mình cho dầu vào chảo, mình chuẩn bị mình chiên khoai các bạn. Mình nấu gà nấu lagu này mình cũng còn thêm nước dừa nha các bạn. Mình cũng có một trái dừa, lát mình nấu mình cho nước dừa vào. Rồi dầu nóng rồi mình cho khoai vào nha các bạn. Con cà rốt thì mình chiên giò vàng bề ngoài, vậy là mình gấp ra được rồi các bạn.
Nhìn chút xíu nữa là cũng được luôn. Rồi phần khoai với cà rốt mình chiên vậy là được rồi các bạn. Rồi mình gấp cà rốt, bây giờ mình xào gà cho nó săn lại. Rồi bây giờ mình xào gà nha các bạn. Mình xào gà cho nó săn lên nha các bạn. Mình xào gà nó săn lại vậy là được rồi đó các bạn. Giờ mình nhắc xuống được rồi, mình đi chế hành với tỏi. Rồi bây giờ mình cho cái xôn lên, mình cho miếng dầu vào, mình phi hành với tỏi. Rồi dầu cũng đã nóng, mình cho phần hành tím với tỏi với hành tây vào hết luôn các bạn. Hành tây mình cắt hạt lựu rồi mình phi cơm đi. Rồi phần hành thổi thơm rồi, bây giờ mình cho cà chua xay nhuyễn vào nữa là. Rồi mình cho nước dừa vào luôn. Rồi bây giờ mình cho phần thịt vô nha các bạn. Rồi một lát này nước dừa ít, có trái dừa nó ít các bạn. Lát mình cho nước vào thêm. Sôi sôi lên rồi mình cho thêm miếng nước vào nữa không ạ, cho ngập thịt gà cho nó mềm. Gà này nó cũng hơi cứng rồi. Như đây được rồi, mình nấu cho thịt nó chín rồi mình nêm nếm lại cho vừa ăn với khẩu vị của gia đình mình nha các bạn. Rồi bây giờ mình cho thêm miếng đường vào các bạn, muỗng đường. Giờ một nửa muỗng cà phê bột ngọt. Muỗng cà phê muối. Rồi chút xíu mình nêm nếm lại. Rồi thịt mình nấu hồi nãy giờ nó cũng đã chín rồi các bạn. Bây giờ mình cho củ vào. Hành tây lát mình củ nó chín rồi mình cho vô sau nha các bạn.
Rồi mình nấu nãy giờ cũng đã được 10 phút rồi, nó cũng đã chín cũ rồi. Bây giờ mình cho miếng bột bắp vào nha các bạn, cho nó sôi lên, bột bắp nó chín nữa là được rồi. Rồi mình cho phần hành tây luôn. Rồi phần hành tây nó cũng đã chín rồi đó các bạn, vậy là mình tắt bếp được rồi nha các bạn. Lagu này mình ăn kèm với bánh mì. Và nấu lagu của mình cũng đã xong rồi nè, bây giờ mình múc ra tô là mình có thể dùng được rồi. Rồi món gà nấu lagu của mình đã xong rồi các bạn. Mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp.